Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn trong một hình cờ mà người chơi cầm quân đỏ phải sử dụng khéo léo pháo bao mã để làm sao cho chiến thắng được bên đen. Nhìn hình cờ thì nhìn sơ qua thì ta thấy là bên đen đã bị kiềm chế rất là mạnh, cả xe không có thể di chuyển được do phải đỡ nước pháo chiếu, và tướng không thể di chuyển qua luồng ngang được do trống tướng. Nhìn thì có vẻ đơn giản vậy, nhưng mà bên đỏ cũng phải di chuyển làm sao mà để chiến thắng được bên đen. Đó là cũng là một kỹ thuật. Giả sử như ta thấy quân mã muốn tìm cách mà để qua được lỗ bên phải này thì phải đi qua bờ sông, qua bên cánh phải. Nhưng mà nếu mà chỉ cần mà bên đỏ, mã đỏ mà chỉ nhảy vào lỗ giữa thôi thì bên tướng đen sẽ bình năm ngay. Bình năm thì lúc này thì xe này được giải thoát. Lúc này thì bên đỏ mà khó lòng mà chiến thắng được bên đen. Vậy bên đỏ phải tìm cách mà suy nghĩ sao mà phải qua được lộ bên này để tấn công được tướng đen. Đây cũng là cái hình cờ phần 2 của thế cờ gọng kìm pháo mã nhốt chiếc xe mà mình đã đăng lên trước đó. Các bạn có thể xem phần mô tả video để coi phần 1. Bây giờ xin các bạn đón xem. Nước đầu tiên mà người chơi cầm đỏ thường suy nghĩ tới là tấn mã đây để kìm chặt tướng, không cho tướng nhúc nhích. Nhưng mà nếu đi nước này thì xe đây có thể là tự do di chuyển theo lộ dọc, và mã đây thì cũng không có di chuyển được, có không thể nhảy về được, mà cũng là càng là không thể nhảy qua lộ 4 được. Do vậy nếu đi nước này thì không bên đỏ không thể tìm cách nào mà chiến thắng được bên đen. Do vậy nước đi chính xác đầu tiên của bên đỏ phải là thối về lỗ 8. Thì lúc này mấy đen có thể di chuyển tướng tấn một hoặc là chuyển xe. Chẳng hạn như tướng tấn một thì lúc này mã đỏ sẽ nhảy về tốc xe, buộc xe phải thối lui. Sau đó thì pháo sẽ tấn một nhờ mã tạo can. Thì lúc này thì tướng lại thối một, lúc này bên đỏ sẽ tướng tấn một, bên đen lại tướng tấn một. Thì lúc này mã đi một hướng rất là hay, đó là lọn qua sau lưng tướng, đó là mã 6 thứ 5, nhằm đưa mã qua lộ bên này để tấn công. Đây cũng chính là cái kỹ thuật mà mình muốn giới thiệu với các bạn này. Thì thường kỹ thuật này thì người chơi thiếu kinh nghiệm thường khó mà nhận ra đó là cách mà lòng mã sau chân tướng. Thì sau này sẽ có những cái video mà mình có những cái hình thế mà mã lòng sau chân đường tướng rất là hay để mình giới thiệu đến các bạn. Đến lúc này thì tướng đang lại thối một, mã 5 tấn 3, tướng đang tấn 1, mã 3 tấn 2 tốc xe, buộc xe phải thối về một nước. Sau đó thì pháo là tấn một nhờ mã tạo can. Lúc này thì tướng thối một, sau đó tướng đỏ lại tấn một. Bên đỏ có những nước di chuyển là hay, dùng mã tạo can cho pháo, rồi sau đó lại dùng tướng tạo can cho pháo. Cái nước đi mà dùng tướng tạo can cho pháo đây nhằm giải thoát để cho con mã có thể là tự do di chuyển. Tướng đang lại tấn một. Thì bây giờ nước đi mà quan trọng mà người đỏ cần phải suy nghĩ đó là mã đỏ sẽ là đi qua lô 3 hay đi qua lô 1. Ta giả sử nếu mà đỏ đi qua lô 3 nhằm tróc xe thì lúc này xe chỉ đơn giản là thối về, mã có nhảy chiếu tướng gì nữa thì tướng chỉ thối một thôi. Mã đây thì bây giờ hết đường, không thể nào có thể chiếu tướng được nữa. Còn xe đen thì có thể tự do di chuyển theo lộ dọc này. Do vậy đã thấy nước đi mà chính xác ở đây phải là ở 2 tấn 1 thay vì tấn 3. Tướng đang lại thối 1, mã 1 tấn 3. Nước đi này là nằm kiềm chế không cho tướng đang có thể di chuyển lên trên. Vậy chỉ còn mỗi xe thì ở đây ta thấy là xe có thể di chuyển về hai lộ, thứ nhất là thứ hai là thứ ba.
Cho dù sedan có thứ hai hay thứ ba đi nữa thì biển đỏ sẽ tìm mọi cách đưa con sedan này về đúng vị trí của nó là ở ngay bờ sông. Tới sự sedan sẽ thối ba về và cản đường cản mã, thì lúc này pháo đỏ sẽ tăng hai nhờ mã tàu căng. Thì ta thấy trong hình cờ này liên tục là những nước mà di chuyển mã, sau đó là di chuyển pháo nhờ mã tàu căng, rất là hay. Lúc này buộc tướng xe phải sẽ đang phải tấn một, thì lúc này mã nhảy chiếu, tướng phải tấn một, sau đó thì pháo bình qua lô 1, nhằm bước kế tiếp sẽ là tấn xuống và dùng tiền mã hậu pháo để chiếu sát. Ta thấy lúc này bên đang là không thể bình xe qua để cản pháo được, do đến khi mà bình xe qua cản pháo thì mã sẽ nhảy về chiếu tướng và bắt chết xe. Do vậy bên đang chỉ còn cách là chiếu tướng. Chiếu tướng thì tướng đỏ sẽ nhẹ nhàng bình qua lỗ 6, sau đó thì tướng đen sẽ bình vào lỗ 5 nhằm tránh được cái nước mà tiền mã hậu pháo. Nhưng thật ra thì không thể tránh được, pháo đỏ lúc này sẽ tăng chiếu. Thì bây giờ là tướng đen có hai di chuyển là tăng một hoặc thứ một, nếu di chuyển theo lỗ nào thì xe đen đây cũng sẽ mất. Giả sử nếu mà di chuyển đã thấu một thì mã sẽ ăn sĩ và chiếu tướng và bắt mất xe. Còn nếu như mà tướng đang di tăng một thì mã đỏ cũng sẽ nhảy về chiếu tướng và bắt chết xe. Do vậy đến nước này thì tướng đang đành phải buông cờ chịu thua. Còn ta xét nhảy biến trước, thay vì xe đen thứ ba về mà xe đen thứ hai, thì lúc này mã cũng sẽ nhảy chiếu bắt bực, tướng phải trồi lên, sau đó là pháo sẽ bình qua lộ một. Thì có thấy hình cờ tương tự lặp lại như là hình cờ lúc trước, mà xe không thể mà bình qua mà cản pháo được, còn chiếu tướng thì cũng như vậy thôi. Nên do vậy đến lúc này thì bên đang là không còn cách nào mà có thể chống đỡ được. Nên như vậy ta thấy trong cờ tàn thì người chơi phải có một kỹ thuật nhất định để mà nhằm chiến thắng được đối phương. Muốn trở thành cao thủ thì bắt buộc người chơi phải thông thạo cờ tàn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình. Xin trân trọng cảm ơn.